Đây, mình đang đứng ở bên dưới tán một gốc cây, giờ này cũng giữa vào buổi trưa rồi. Giờ... qua được. Thế là không được rồi. Ok, thank you. Hi, xin chào cô chú chị và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo của Phan Đà Lạt TV. Hiện tại Phan Đà Lạt TV đang có mặt ở tại thành phố Bảo Lộc trên chuyến hành trình khám phá Đà Lạt để gửi và chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả và các bạn những địa điểm vui chơi đang hot nhất Đà Lạt năm 2023 này cũng như là nhân dịp cuối năm này. Đó, thì sáng nay là Phan Đà Lạt đã đi và hành trình đến thành phố Bảo Lộc rồi. Hiện tại là bây giờ là 8 giờ rồi, nhưng mà như quý vị và các bạn thấy này, đằng sau này, đó, ở dưới bờ hồ Bảo Lộc ấy, hiện tại còn rất là nhiều sương mù, rất là đẹp luôn. Ở đây là sương mù hiện tại là bao phủ quanh thành phố Bảo Lộc này, từ khi mà lên đến đèo Bảo Lộc ấy là đã có xuất hiện rất là nhiều sương mù rồi. Đó, thì bây giờ Phan Đà Lạt sẽ xuống cái này, Phan Đà Lạt quay chia sẻ đến quý vị khán giả về cái hồ Bảo Lộc nhé. Hiện tại là sương mù đẹp lắm. Em chào chị gái nhá. Sao lại ngồi đây mình này? Chị không đi uống cà phê hay gì à? Hay là đi đâu lên Đà Lạt hay đi đâu mà lại lạc đường đây? À đây. Dạ, à. Đây như các bạn thấy này, ở bờ hồ Bảo Lộc bây giờ là sương mù đã bao phủ hết rồi các bạn ơi. Đó. Đây các bạn xem đó, rồi hiểu rồi. Đây các bạn nhìn hoa này, buổi sáng này các bạn ơi, khi mà trên chuyến hành trình khám phá và chia sẻ đến các bạn về những địa điểm hay và hấp dẫn ở tại Đà Lạt này, Lâm Đồng này, thì mình đang ở Bảo Lộc này, thì mình đi đến đâu có những địa điểm nào đẹp hấp dẫn hay thì mình quay mình chia sẻ đến các bạn nhé. Tại là khá lạnh cho nên là mình xin phép được mặc áo ấm này để mình quay nói chuyện với các bạn luôn, chứ bây giờ lạnh lắm các bạn ơi, rất là lạnh luôn. Chị không đi ăn sáng à? Không đi ăn sáng uống cà phê à? Hả? Nhà chị có gần đây không? À đấy à? Đây các bạn này, sương mù rất là nhiều luôn. Đấy. Thành phố Bảo Lộc này các bạn ơi, đường này, hoa này các bạn. Quý vị khán giả thân mến, khi mà nhắc đến Đà Lạt hoặc là đến với Đà Lạt thì chúng ta sẽ có rất là nhiều trải nghiệm và có rất là nhiều cung đường, những điểm du lịch để cho mỗi du khách khi mà đến với Đà Lạt, lên đến Đà Lạt chúng ta sẽ được khám phá. Và ngày hôm nay ở clip đầu tiên này trong chuyến hành trình khám phá Đà Lạt này thì Phan Đà Lạt chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả và các bạn một địa điểm sáng nay đi sớm ấy, cho nên là cỏ nó hơi khàn, mong quý vị và các bạn thông cảm nhé. Đây đằng sau Phan Đà Lạt đây, và Phan Đà Lạt đang đứng ở tại một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở tại Đà Lạt. Khi mà đến với Đà Lạt thì quý vị khán giả không thể bỏ qua điểm này. Đây chính là thác voi
và nơi có ngôi chùa Linh Ẩn Tự được mệnh danh là lớn nhất nhì Đà Lạt các bạn ơi. Đó, như các bạn thấy là đây cũng là một nơi được đặt tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam hiện tại bây giờ, như các bạn đang thấy đây. Đó, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ Phan Đà Lạt sẽ review chi tiết khu vực Thác Voi cũng như là chùa Linh Ẩn Tự này để chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả nhé. Đây Phan Đà Lạt đang đứng ở tại cổng chính đây, như các bạn đang thấy đây. Đó, ở đây cũng có rất là nhiều các bạn thanh niên, các thanh niên nam nữ đến chơi này. Các bé là ở đâu nhỉ? Ở Sài Gòn hả? Dạ. Ở tại Sài Gòn luôn các bạn ơi. Ở Sài Gòn lên đây là với gia đình hay là bạn bè nhà trường tổ chức đi? Gia đình ạ. Gia đình hả? Ồ, phải lên trên này lâu chưa? Dạ, lâu vài ngày. Thứ 6 lên ạ. Thứ 6 à? Ồ, vậy là hôm nay là thứ 7. 2 ngày rồi, đang tính là thứ 2 về phải không? Dạ. Thứ 2 về. Đấy các bạn ơi, ở đây có các bạn cũng lên trên này cùng gia đình này. Lên từ thứ 6 rồi, thứ 2 mới về. Đấy, rất là đẹp rồi. Đi, chúng ta đi khám phá tí đi. Đi lòng vòng khám phá đây. Trước khi vào cổng thì mọi người sẽ thấy là có bảng stop xe máy và xe ô tô này. Đó. Bên phải mọi người là chùa Linh Ẩn Tự, và trước mắt mọi người thì là tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam hiện tại bây giờ. Đi. Như các bạn thấy là đây. Có bạn nào mà ở Sài Gòn đấy xem được clip này, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ nhiệt tình nhá. Nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Đấy, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để đồng hành cùng Phan Đà Lạt TV. Đây là tập 1 trong chuyến hành trình khám phá Đà Lạt, còn rất là nhiều tập để chờ mọi người cùng xem đó. Đấy. Như khi mà vào đây mọi người sẽ nhìn qua bên phải để thấy có chùa Linh Ẩn Tự đây. Bây giờ Phan Đà Lạt sẽ mời các bạn cùng đi vào trong khu vực dưới chân của tượng. Nhà thấy đó. Sẽ đi vào đây. Các bạn đi nhẹ, nói khẽ. Trong này. Đấy, bạn thấy. Đi ra ngoài này xem. Ở đây ngoài này là cũng là chúng ta sẽ nhìn được bao quát xung quanh đều là view. View đồi thông và view suối rất là đẹp. Đó. Dưới kia là một con thác được mệnh danh là đẹp nhất Đà Lạt. Đó chính là thác Voi, rất là nổi tiếng rồi. Thì bây giờ Phan Đà Lạt sẽ tìm cách để qua bên kia. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đi vòng ngược qua bên kia để xuống đó được khám phá các bạn ơi. Trời khá là nắng. Buổi sáng sớm nay khi mà Phan Đà Lạt còn đang ở Bảo Lộc thì rất là nhiều sương mờ và sương mù. Còn bây giờ lên đến Đà Lạt này thì trời rất là nắng nóng. Đó. Các bạn thân mến, để đi xuống được dưới cái thác ở dưới này ấy, các bạn, thì chúng ta sẽ phải đi qua bên này. Đó là một quán cà phê. Đó, quán này thì được trang trí và thiết kế rất là độc đáo, kết hợp với thiên nhiên. Bởi vì vừa lại có bậc thang xuống này, vừa có những cái gốc cây rất là lâu năm rồi. Đó, ở ngay tại bờ vực của cái khu thác này thôi. Thì giá vé như Phan Đà Lạt hôm nay, ngày cuối tuần Phan Đà Lạt mua vào là giá vé chỉ có 50k đấy các bạn ơi. Đó. Thì chúng ta sẽ được đi trải nghiệm và khám phá mà xuống đến tận dưới chân thác luôn các bạn. Một điều rất là tuyệt vời, thì bạn nào đến Đà Lạt thì có thể nhớ là qua quán này thì chúng ta mới xuống được dưới chân thác để khám phá nhá.
Bây giờ Phan Đà Lạt mời các bạn chúng ta cùng xuống bên dưới nhá. Đây là lối đi xuống các bạn ơi. Đó. Lối đi xuống được làm rất là chắc chắn luôn. Có tay vịn này. Và bên cạnh đó là những tảng đá này. Nếu các bạn xem lối đi xuống này. Đấy. Nhìn rất là treo veo. Đi xuống là chúng ta bắt đầu nhìn thấy dòng thác chảy. Xuống đây thì thác nước chảy rất là đẹp các bạn ơi. Và kết hợp vào đó là chúng ta có thể xuất hiện một cái cầu vồng bảy sắc các bạn ơi. Rất là đẹp luôn này. Đó. Còn bên kia là tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam mà hồi nãy Phan Đà Lạt đã qua review chia sẻ đến các bạn. Khu vực này thì có chỗ cho tất cả mọi người đứng ở đây này. Đó. Nhưng mà Phan Đà Lạt đứng ở đây thì thấy nó rất là nhiều những cái nước ấy, hơi nước bay lên đấy các bạn ơi. Cảm giác là nó phà vào mặt là ướt hết mặt luôn. Còn đứng ở đây thì rất là tuyệt vời đấy các bạn. Trời ơi, đẹp quá. Quá đẹp các bạn ơi. Bạn nào có chuyến hành trình khám phá Đà Lạt thì đừng quên đến địa điểm này nhá. Đẹp lắm các bạn ơi. Đây. Đấy, đấy, đấy. Hơi nước nó phà lên mặt đấy các bạn. Đây, các bạn nhìn thác này. Rất là đẹp. Quá là đẹp. Đi xuống dưới này thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều những gốc mùng như này đây. Đây là mình không biết là gốc mùng gì nữa các bạn. Đó, các bạn biết đây là gốc gì? Gốc mùng rừng nào. Bạn nào biết để lại comment nhé. Đây là lối cho các bạn có thể đi khám phá thoải mái này. Đó, đi ra đây thì đỡ trơn hơn rồi các bạn ơi. Đây. Đây có một lối đi qua bên kia, có một lối là đi xuống này. Chúng ta sẽ cùng đi xuống. Thực ra là nhiều cô chú anh chị và các bạn ở khu vực Sài Gòn, Đồng Nai, các tỉnh phía Nam và miền Tây đấy. Thì khi mà đến với Đà Lạt thì cũng chưa biết đến cái địa điểm này đâu. Hôm nay Phan Đà Lạt sẽ chia sẻ chi tiết đến tất cả quý vị khán giả và các bạn để cùng biết, có thể là cùng đến để trải nghiệm. Đây có một cái hang đá đi vào, không biết là đi đến đâu đó. Xem nào. Hang này đi đâu rồi cả nhà? Hang này đi đến đâu? Ra đây. Xem nào. Một mình Phan Đà Lạt đi thôi. Phan Đà Lạt không thấy có ai đi cùng bạn này hết. Rồi. Ra đây cảm giác thấy nó cô đơn độc mã ở đây. Các bạn ơi, nhìn này, rất là đẹp các bạn. Đẹp quá ở đây. Để Phan Đà Lạt xuống chỗ này quá. Nhiều lối để đi đúng không các bạn ơi?
Đó. Đây. Nhìn hòn đá này, hòn đá này như Phan Đà Lạt thấy là rất là trơn. Khá là trơn. Rồi. Điểm check in chưa các bạn? Đó. Đây, đứng ở đây một lúc là ướt hết người đó các bạn ơi. Vì những kia nước ấy. Đây, các bạn thấy hòn đá nó làm bị ướt hết rồi này. Đó. Bên đây thì các bạn thấy còn đẹp nữa này. Đây cái góc này quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Ôi trời ơi, đẹp quá. Phải nói là quá là đẹp. Cái góc này check in ở đây tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi. Tiếp tục vào đó là những góc cuối rừng các bạn ơi. Cuối rừng đây này. Đấy. Cầu vòng đấy các bạn. Khi mà những kia nước bắn lên đấy, cộng với ánh nắng mặt trời sẽ tạo thành cầu vòng. Đây các bạn thấy không? Hiện tại là kia nước là đang bay rất là nhiều. À, ướt hết tóc rồi. Đây các bạn xem này. Trời ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Đây. Đó. Ở khu vực bên này là một mỏm đá đấy. Giống là cả một cái mỏm đồi vậy, nhưng mà không phải, nó là đá được những bụi cỏ đã bao phủ hết lên rồi các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Đây các bạn, cho các bạn xem đấy. Đó, Phan Đà Lạt đang đứng ở bên dưới một tảng đá nha. Đây này. Có rất là nhiều hoa lan ở đây các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Nhiều hoa lan đấy. Đây này. Quá là đẹp. Có lẽ là Phan Đà Lạt đến hơi sớm nên là giờ này chưa có nhiều du khách đến các bạn ơi. Đến trưa trưa đi, khoảng 1-2 giờ chắc là có rất là nhiều du khách đến. Đây là một địa điểm check-in lý tưởng này. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua bên này các bạn ơi. Trơn lắm, bạn nào mà đến đây thì nhớ đeo giày cao su vào nhá. Đeo giày cao su vào cho đỡ trơn các bạn nhá. Đây này, những kia nước đang bay, các bạn thấy không? Đấy, những kia nước bay đấy, rất là đẹp các bạn. Đây này, đây cũng là một lối đi qua, nhưng mà nếu mà đi qua bên đấy thì sẽ bị ướt hết người các bạn ơi. Đấy, trên đây các bạn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Những tảng đá. Khi mà đứng ở đây thì chúng ta có cảm giác là thác nước đang chảy từ trên trời xuống các bạn. Mình mời các bạn chúng ta tiếp tục đi xuống bên dưới nữa. Dưới này cũng là một cái, có một cái lỗ đi xuống các bạn. Thì mình không biết là lỗ này xuống bên dưới là quay lên nó còn đẹp hơn không. Bây giờ mình mời các bạn tiếp tục đi qua đây. Ồ, xuống cái này là rất là đẹp. Xuống cái này là không bị ướt này. Rồi cực kỳ là sáng luôn. Trời ơi, dưới này có một cái điểm chụp hình đẹp thế. Đây này các bạn ơi. Đây là một cái hang. Đây là một cái hang đá các bạn. Một cái hang đá các bạn ơi. Ở đây có kiểu giống như là đá vôi, đá hóa thạch ngày xưa các bạn. Đây này. Đó. Đấy. Đi lên các bạn ơi. Đi lên trên này rồi chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới này, xuống phía dưới này. Hello.
Hello mọi người. Hello mọi người. Qua đây này, đây này, check in này. Check in. Qua đây check in này các bạn. Đây này. Siêu đẹp luôn. Đây, đây. Check in. Đó. Yes, yes, yes. Mình đang đang quay vlog. Đang quay vlog nhưng mà trong này là check in là tuyệt vời, check in là ok luôn. Đi, đi. Đấy. Đó. Đó, mình đang đưa các bạn ấy vào đây này. Các bạn. Đây. Đó. Ok chưa? Đây này. Okay. Các bạn ấy sợ bị ướt các bạn ơi. Sợ bị ướt. Ok. Xuống chỗ này là một cái hang cũng không check in được. Check in ok này. Đó. Hello. Đây này, xuống chỗ này. Bây giờ mình quay lại xuống cái này các bạn ơi. Thế này nhiều bạn nước ngoài cũng đang check in ở đây. Mình xin phép review luôn rồi. Đó. Đấy. Đó. Đi, đi, đi lên trên trên này. À, ok, check in ok. How was it? Is it worth it to go? Did you like it? Hello. Bây giờ tiếp tục đi qua hướng này các bạn ơi. Đây, qua đây luôn. Đây các bạn ơi. Oh, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Qua đến đây là rất là đẹp các bạn ơi. Trời ơi, đẹp quá các bạn. Này các bạn nhìn này. Rồi. Quá là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đấy. Như bạn thấy đây. Ở đây là có những dòng suối chảy tự nhiên. Nhưng mà do là trời mưa cho nên là nước nó hơi đục các bạn ơi. Còn đây là những hòn đá tự nhiên này. Còn trên kia là thác nước này. Đó, còn bên này này, bên này các bạn xem này. Bên này nhìn lên này, đó, tượng Phật Bà rất là đẹp, rất là cao các bạn ơi. Đây, mình đang đứng ở bên dưới tán một gốc cây. Giờ này cũng giữa vào buổi trưa rồi. Giờ này là gần 12 giờ rồi các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Đây. Mình sẽ qua đây nữa này. Đẹp lắm các bạn. Có rất là nhiều bạn du khách cũng đang đến đứng ở bên kia check in kìa. Đó. Qua được mà. Đây mình đang kêu mấy bạn ấy qua đây. Ô oh, ô. Oh. Qua được. Chắc là không được rồi. Xếp đá qua đây. Đây nha. Ok này. Qua không? Qua được đây không? Không qua hả? À đấy. À, các bạn ơi, không có đá để xếp qua đây. Qua đây check in lên là đẹp lắm. Các bạn ơi, không có một viên đá nào để có thể xếp được các bạn. Không có một viên đá nào.
Mình rất là muốn xếp một vài viên đá trong kia cho du khách người ta đeo giày vải ấy các bạn có thể qua được, nhưng mà không có một viên đá nào có thể xếp được hết vì dòng chảy khá sâu và cũng khá là mạnh. Trời ơi, chân của mình đó, nước đấy các bạn ơi, các bạn đeo giày cao su như mình là không sợ ướt nhá. Đó đấy, lên trên này là ok luôn các bạn này. Ở đây có hai bạn là người nước ngoài cũng đang đến check in ở đây này. Mình bây giờ mình sẽ lên trên này xem các bạn hỏi gì các bạn. Đây, đi lên đó. Đây có dứa đây. Thank you, see you again. Đây là đường đi lên chỗ hồi nãy để xe các bạn ạ. Đó. Ở đây có những trái dứa, có những trái là trái dứa xanh nhé các bạn. Đây này, đấy. Phong cảnh tự nhiên, trữ tình các bạn ơi. Đây có những hòn đá mà được trồng xen kẽ những gốc thanh long vào này. Đây, đó. Rất là đẹp luôn. Phan Đà Lạt cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã xem hết video của Phan Đà Lạt. Đây là một địa điểm check-in không thể bỏ qua khi mà cô chú anh chị và các bạn đến với Đà Lạt nhé. Đây là địa điểm vị trí chính xác là Thác Voi, chùa Linh Ẩn Tự, thị trấn Nam Ban, thành phố Đà Lạt. Đó, bạn nào mà đến Đà Lạt thì đừng quên ghé qua địa điểm đấy nhá. Một lần nữa Phan Đà Lạt cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nãy giờ đi cũng khá là mệt, leo lên leo xuống mệt lắm. Nói chuyện có vẻ là thở không ra luôn rồi. Thì đây là video khám phá Đà Lạt đầu tiên để chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả nhân dịp cuối năm mùa Noel này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhá. Bye bye.